Bạn trai kém 7 tuổi hôn Lê Phương trên sàn diễn. Lần đầu tiên tham gia diễn thời trang, bạn trai Trung Kiên không ngại trao nụ hôn say đắm cho bạn gái trước sự chứng kiến của đông đảo khách mời. Tối ngày 8 tháng 11, Lê Phương và bạn trai kém 7 tuổi Trung Kiên trình diễn show thời trang của nhà thiết kế Minh Châu. Khác với bạn gái dày dặn kinh nghiệm sàn diễn, đây là lần đầu tiên anh cất quát. Cặp đôi diện áo dài đồng tông mở màn bộ sưu tập. Sau đó, giọng ca sinh năm 1992 mạnh dạn hôn bạn gái trước sự chứng kiến của đông đảo khách mời. Trước show diễn, diễn viên song phố nhà ghe cho biết có bạn trai song hành khiến cô tự tin. Tình cảm 90 cũng là lúc chúng tôi cần công khai với mọi người. Khi yêu ai, cũng xác định sẽ đi đến cái kết hạnh phúc và làm lễ cưới. Chúng tôi cũng vậy, cô bày tỏ. Tham gia chương trình phong cách trẻ, Minh Châu giới thiệu bộ sưu tập áo dài nhân duyên với những thiết kế dành cho mùa cưới thu đông. Sau phần mở màn của Lê Phương Trung Kiên là màn trình diễn các thiết kế áo dài gam trắng, in họa tiết truyền thống. Kim Yến Hữu Long diện áo dài vẽ hoa văn cổ điển. Ngọc Loan The Face nổi bật trong tà áo dài sắc hồng, họa tiết hoa lá, in trên tà áo uyển chuyển. Khánh Ngân thể hiện áo dài họa tiết chim công được vẽ cầu kỳ. Phan Thư Quyên duyên dáng trong tà áo dài tím in hoa sen. Diễm Châu trong thiết kế màu hồng cánh sen. Lưu Liên Nguyễn đảm dự vị trí vedette thể hiện thiết kế lộng lẫy. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!